Cảnh báo: thực phẩm gây ung thư ruột gấp 10 lần thuốc lá và rượu bia. Đừng để ruột thành bùn nhão. Quý vị thân mến, thực phẩm này có sức tàn phá đáng sợ, làm tăng nguy cơ ung thư ruột đến 10 lần so với việc hút thuốc lá hay uống rượu bia. Hãy cẩn thận, nếu không muốn ruột của bạn sớm trở nên mềm nhũn như bùn. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, ngay cả khi bạn chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu, nguy cơ mắc ung thư ruột vẫn rình rập từ những món ăn tưởng chừng như vô hại hàng ngày. Sự thật là, một số loại thực phẩm phổ biến có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến đường ruột, biến nó thành môi trường lý tưởng cho các tế bào ung thư phát triển. Hãy cùng tìm hiểu và tránh xa những loại thực phẩm nguy hiểm này trước khi quá muộn. Ung thư ruột, kẻ sát thủ thầm lặng tích tụ qua thời gian. Khi nhận được chẩn đoán ung thư ruột, nhiều người không khỏi hoang mang tự hỏi, tại sao căn bệnh này lại ập đến đột ngột khi mọi thứ dường như vẫn đang diễn ra bình thường? Điều khiến họ ngỡ ngàng hơn nữa là ngay cả khi chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu, họ vẫn có thể mắc phải căn bệnh này. Tuy nhiên, ung ruột không phải là thứ bệnh xuất hiện sau một đêm. Đây là kết quả của một quá trình dài, trong đó các tế bào ung thư lặng lẽ phát triển mà không để lộ dấu hiệu nào rõ rệt. Ung thư ruột thường bắt đầu từ những khối u nhỏ, lành tính bên trong ruột già hoặc trực tràng. Qua nhiều năm, những khối u này dần dần biến đổi thành ung thư mà người bệnh không hề hay biết. Chính sự im lặng của căn bệnh này ở giai đoạn đầu khiến nó trở thành một kẻ sát thủ nguy hiểm. Chỉ khi bệnh tiến triển đến giai đoạn giữa hoặc cuối, các triệu chứng mới bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Nhưng lúc này, việc điều trị đã trở nên khó khăn và tỷ lệ sống sót giảm đáng kể. Vì vậy, việc phát hiện sớm và phòng ngừa ung thư ruột là vô cùng quan trọng để ngăn chặn căn bệnh này phá hủy sức khỏe và cuộc sống của bạn. Chúng ta đều biết rằng thuốc lá và rượu bia là những chất gây ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách các tác nhân nguy hiểm. Việc hút thuốc và lạm dụng rượu bia trong thời gian dài chắc chắn làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những ai mắc ung thư ruột đều do thuốc lá hay rượu bia. Có một nguyên nhân quan trọng khác mà nhiều người thường bỏ qua: thói quen ăn uống không lành mạnh. Hãy cùng khám phá những thói quen ăn uống cần tránh để bảo vệ sức khỏe ruột của bạn. 1. Nguy cơ từ việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo. Trong xã hội hiện đại, khi mức sống ngày càng được nâng cao, nhiều người có xu hướng thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu chất béo vào chế độ ăn uống hàng ngày mà không chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Họ tin rằng mình đang ăn uống đầy đủ và tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế, đây là một thói quen vô cùng có hại. Các loại thực phẩm như đồ chiên rán, thịt mỡ, dầu động vật, não động vật và nội tạng động vật đều chứa lượng chất béo bão hòa cao. Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều axit béo bão hòa, không chỉ làm tăng lipid máu mà còn tạo ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là đường ruột. Theo thời gian, hệ quả tất yếu là nguy cơ mắc táo bón tăng cao. Những người mắc táo bón thường gặp khó khăn trong việc đại tiện, có khi chỉ đi tiêu mỗi tuần một lần. Điều này khiến phân bị giữ lại trong ruột quá lâu, tạo cơ hội cho các chất độc trong phân kích ứng niêm mạc ruột liên tục. Khi tình trạng này kéo dài, nguy cơ dẫn đến ung thư ruột tăng lên đáng kể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở những khu vực có tỷ lệ ung thư ruột cao, người dân tiêu thụ chất béo nhiều hơn khoảng 6 lần so với những khu vực có tỷ lệ mắc bệnh thấp. Đáng chú ý, phần lớn lượng chất béo này là chất béo bão hòa. Loại chất béo được coi là kẻ thù của sức khỏe đường ruột. Vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm bớt tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo và tăng cường ăn rau xanh, trái cây cùng ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn là biện pháp phòng ngừa ung thư ruột hiệu quả. 2. Nguy cơ ung thư từ thực phẩm hun khói và nướng. Thực phẩm hun khói và nướng luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với hương vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, điều mà ít người nhận ra là quá trình hun khói và nướng thực phẩm có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư nghiêm trọng. Khi thực phẩm được hun khói, khói không chỉ làm chín mà còn tạo ra các hợp chất hóa học nguy hiểm. Trong đó có benzopyrene, một chất gây ung thư mạnh. Benzopyrene bám trên bề mặt thực phẩm, và khi bạn tiêu thụ thường xuyên các món ăn này, cơ thể bạn phải đối mặt với nguy cơ ung thư ruột tăng lên đáng kể.
Tương tự, đồ nướng, đặc biệt là nướng trên than củi, cũng chứa nhiều nguy cơ. Thịt khi bị cháy xém sẽ tạo ra nhiều benzopyrene hơn, đặc biệt là ở những phần thịt cháy đen. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt càng bị cháy, lượng benzopyrene tiết ra càng cao và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nguy cơ ung thư, được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo. Vì vậy, dù thực phẩm hun khói và nướng có thể hấp dẫn, nhưng việc tiêu thụ chúng thường xuyên không phải là lựa chọn an toàn cho sức khỏe của bạn. Thay vào đó, hãy cân nhắc giảm tần suất sử dụng những món ăn này và lựa chọn các phương pháp chế biến thực phẩm lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe lâu dài. 3. Nguy cơ ung thư từ việc tiêu thụ đồ muối chua trong thời gian dài. Thực phẩm muối chua từ lâu đã trở thành món ăn truyền thống trong nhiều nền văn hóa, được ưa chuộng nhờ hương vị độc đáo và khả năng bảo quản lâu dài. Tuy nhiên, việc tiêu thụ các món ăn này trong thời gian dài lại tiềm ẩn một nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà ít người để ý. Trong quá trình muối chua, một lượng lớn nitrit được hình thành. Nitrit này khi kết hợp với các protein trong thực phẩm sẽ tạo ra nitrosamine, một hợp chất gây ung thư mạnh mẽ. Nitrosamine là một trong những chất có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư ruột he bởi nó có thể gây tổn thương và kích thích niêm mạc ruột theo thời gian. Mặc dù thực phẩm muối chua mang lại một số lợi ích về mặt ẩm thực, việc tiêu thụ chúng thường xuyên và liên tục có thể dẫn đến tích tụ nitrosamine trong cơ thể, từ đó tăng nguy cơ phát triển ung thư. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe đường ruột, hãy cân nhắc việc giảm bớt tiêu thụ đồ muối chua và kết hợp các loại thực phẩm tươi sống, giàu dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày. 4. Nguy cơ ung thư từ việc tiêu thụ thực phẩm bị mốc. Việc ăn thực phẩm bị mốc có thể là thói quen khó từ bỏ của một số người, đặc biệt là trong những món ăn như đậu phộng, ngô hoặc các loại hạt khô. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng những thực phẩm này có thể chứa một mối đe dọa tiềm ẩn cho sức khỏe. Aflatoxin, một trong những chất gây ung thư mạnh nhất được biết đến. Aflatoxin là một loại độc tố sinh ra từ nấm mốc, thường xuất hiện khi thực phẩm bị ẩm mốc. Khi bạn tiêu thụ thực phẩm bị mốc, cơ thể sẽ hấp thụ aflatoxin và chất này có khả năng gây tổn thương tế bào nghiêm trọng. Theo thời gian, việc tiếp xúc lâu dài với aflatoxin có thể dẫn đến sự phát triển của nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư ruột. Mặc dù một số người có thể không cảm thấy tác động ngay lập tức khi ăn thực phẩm bị mốc, nhưng sự tích lũy của aflatoxin trong cơ thể qua nhiều năm có thể tạo điều kiện cho các tế bào ung thư phát triển. Để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất là nên tránh tiêu thụ thực phẩm bị mốc và luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm nào, đặc biệt là các loại hạt và ngũ cốc dễ bị ẩm mốc. Chức năng của ruột già quan trọng hơn bạn nghĩ. Nhiều người thường nghĩ rằng ruột già chỉ đơn giản là nơi thực hiện quá trình đại tiện, nhưng thực tế, vai trò của nó quan trọng hơn rất nhiều. Ruột già là phần cuối cùng của hệ tiêu hóa, nơi có nhiệm vụ hấp thụ nước và muối vô cơ từ các chất còn lại trong ruột, đồng thời tiếp tục xử lý các thành phần thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Phần lớn chất dinh dưỡng đã được hấp thụ ở ruột non, nhưng ruột già đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa dư lượng thức ăn thành phân để sau đó chúng được đào thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, chức năng của ruột già không chỉ dừng lại ở việc xử lý chất thải. Ruột già còn chịu trách nhiệm cho khoảng 70% khả năng miễn dịch của cơ thể. Điều này có nghĩa là sức khỏe của ruột già ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống miễn dịch của bạn. Nếu ruột già hoạt động không hiệu quả, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ suy giảm, tạo điều kiện cho các bệnh tật bao gồm ung thư ruột phát triển. Do đó, việc duy trì sức khỏe của ruột già là yếu tố then chốt để bảo vệ toàn bộ hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể của bạn. Cảnh báo và khuyến cáo, nhận thức lại nguyên nhân gây ung thư ruột. Ung thư ruột không chỉ đến từ việc hút thuốc lá hay uống rượu bia, mà phần lớn bắt nguồn từ những thói quen ăn uống không lành mạnh mà nhiều người thường bỏ qua. Điều đáng lo ngại là không phải ai cũng nhận thức được mối nguy hiểm này. Việc không có triệu chứng rõ ràng không có nghĩa là bạn an toàn trước ung thư ruột. Để bảo vệ sức khỏe, cách tốt nhất là thực hiện nội soi định kỳ để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong đường ruột. Đừng chờ đến khi triệu chứng xuất hiện mới hành động, vì lúc đó bệnh có thể đã tiến triển nặng. Đặc biệt, nếu bạn có thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hút thuốc, uống rượu trong thời gian dài, hoặc duy trì chế độ ăn uống thiếu cân bằng,
việc nội soi sớm là điều cần thiết để phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Quý vị thân mến, đáng báo động có một loại vi khuẩn nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 70% mà nhiều người không hề hay biết có thể đang âm thầm phát triển ngay trong tủ lạnh của bạn. Dù bạn có cẩn thận nào trong việc bảo quản thực phẩm, loại vi khuẩn này vẫn có khả năng sinh sôi nếu không được xử lý đúng cách. Hãy tìm hiểu ngay để biết cách phòng tránh và bảo vệ gia đình bạn trước mối đe dọa vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm này. Bạn có biết rằng có một loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, có thể sống sót ở nhiệt độ lạnh đến âm 20 độ C suốt cả năm? Và điều đáng sợ hơn là nó có thể đang âm thầm ẩn náu ngay trong tủ lạnh của bạn. Vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã thông báo về 14 trường hợp mới nhiễm khuẩn Listeria, nâng tổng số ca mắc lên 57 người, trong đó đã có 9 người tử vong. Tất cả các trường hợp đều phải nhập viện, và nguồn gốc của đợt bùng phát này được xác định là từ thịt thái lát bị nhiễm khuẩn Listeria. Đây là đợt bùng phát lớn nhất liên quan đến khuẩn Listeria kể từ năm 2011. Listeria không phải là một loại vi khuẩn xa lạ. Nó tồn tại phổ biến trong tự nhiên và là thủ phạm chính gây ra các dịch bệnh thực phẩm. Với tỷ lệ tử vong lên tới 70%, Listeria được xem là một trong những mầm bệnh lây truyền qua thực phẩm nguy hiểm nhất. Điều đáng lo ngại là nó có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường lạnh từ 0 đến 4 độ C, điều kiện nhiệt độ phổ biến trong hầu hết các tủ lạnh. Các loại thực phẩm như sữa tươi và sản phẩm từ sữa, kem, trái cây và rau sống, thịt và sản phẩm từ thịt, hải sản hun khói đều dễ bị nhiễm khuẩn này. Mặc dù Listeria có thể chỉ gây ra triệu chứng nhẹ như tiêu chảy, buồn nôn và sốt ở người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng với những người có hệ miễn dịch yếu như phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người già và bệnh nhân ung thư, nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não và thậm chí tử vong. Điều may mắn là Listeria không chịu được nhiệt độ cao. Vì vậy, cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi mối đe dọa này là đảm bảo nấu chín kỹ thực phẩm trước khi sử dụng. Đừng để tủ lạnh của bạn trở thành nơi ẩn náu cho loại vi khuẩn chết người này. Hãy luôn cẩn thận và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thực phẩm đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình khỏi mối nguy hiểm từ vi khuẩn Listeria, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng. Dưới đây là 5 việc bạn nên làm ngay để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và đảm bảo an toàn cho thực phẩm trong gia đình bạn. 1. Giữ gìn sạch sẽ tủ lạnh và bảo quản thực phẩm đúng cách. Để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Listeria, việc vệ sinh tủ lạnh thường xuyên là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Tủ lạnh không chỉ là nơi bảo quản thực phẩm, mà còn có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nếu không được làm sạch đúng cách. Hãy dành thời gian ít nhất một lần mỗi tuần để lau chùi toàn bộ bề mặt bên trong tủ lạnh bằng dung dịch khử trùng nhẹ nhàng. Đặc biệt là các khu vực như kệ đựng thực phẩm và ngăn kéo, nơi dễ tích tụ vi khuẩn. Trước khi đặt thực phẩm vào tủ lạnh, bạn cần đảm bảo chúng đã được niêm phong và đóng gói kỹ càng. Điều này không chỉ giúp thực phẩm tươi lâu hơn, mà còn ngăn chặn vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập. Hãy nhớ luôn tách biệt thực phẩm sống và chín để tránh hiện tượng lây nhiễm chéo. Sử dụng các hộp kín để đựng thực phẩm đã nấu chín và để chúng ở ngăn trên, trong khi thực phẩm sống như thịt, cá nên được bảo quản ở ngăn dưới cùng để tránh nước chảy ra gây ô nhiễm. Việc duy trì tủ lạnh sạch sẽ và tổ chức thực phẩm một cách khoa học không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình, mà còn giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn từ những mối đe dọa vô hình như Listeria. 2. Đun nóng thực phẩm đúng cách sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Khi bạn lấy thực phẩm sống hoặc thực phẩm đã được bảo quản lạnh ra khỏi tủ lạnh, việc đun nóng đúng cách trước khi tiêu thụ là bước cần thiết để loại bỏ vi khuẩn có hại, đặc biệt là vi khuẩn Listeria. Để đảm bảo an toàn, hãy đun nóng thực phẩm ở nhiệt độ tối thiểu 60 độ C trong 20 phút hoặc ở 70 độ C trong hơn 5 phút. Nhiệt độ cao không chỉ giúp tiêu diệt các vi khuẩn nguy hiểm mà còn đảm bảo thực phẩm được làm nóng đều từ bên trong ra bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại thịt, hải sản và các món ăn đã được chế biến sẵn vì vi khuẩn có thể tồn tại và phát triển ngay cả trong môi trường lạnh.
Nếu bạn sử dụng lò vi sóng để làm nóng thực phẩm, hãy đảm bảo rằng tất cả các phần của thực phẩm đều được làm nóng đều, không để sót bất kỳ phần nào chưa đạt đủ nhiệt độ an toàn. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn từ những khu vực chưa được đun nóng đủ kỹ. Bằng cách tuân thủ quy tắc đun nóng thực phẩm sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, bạn sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn và bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như gia đình khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn từ vi khuẩn như Listeria. 3. Cẩn trọng với rau và thịt sống. Đảm bảo thực phẩm được khử trùng và nấu chín kỹ. Việc tiêu thụ rau và thịt sống mà không qua bất kỳ biện pháp khử trùng nào có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria và các loại vi khuẩn gây bệnh khác. Để bảo vệ bản thân và gia đình, bạn nên tránh ăn rau và thịt sống nếu không chắc chắn về nguồn gốc và phương pháp bảo quản của chúng. Đối với rau sống, trước khi sử dụng, hãy ngâm chúng trong nước muối loãng hoặc dung dịch khử trùng chuyên dụng. Sau đó rửa sạch dưới vòi nước chảy. Việc này giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn và hóa chất tồn dư trên bề mặt rau củ. Rau nên được chế biến thành các món chín nếu có thể, đặc biệt là khi sử dụng cho trẻ nhỏ, người già hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Đối với trứng, thịt và hải sản, điều quan trọng là phải đảm bảo chúng được nấu chín kỹ trước khi tiêu thụ. Trứng cần được nấu chín lòng đỏ và lòng trắng, không để lòng đỏ còn lỏng. Thịt và hải sản nên được nấu chín hoàn toàn, đảm bảo không còn màu hồng hoặc đỏ bên trong. Nấu chín kỹ không chỉ làm cho món ăn trở nên thơm ngon mà còn giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc cẩn thận trong chế biến và nấu nướng không chỉ là biện pháp phòng ngừa ung thư mà còn giúp bạn tránh được các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng, đảm bảo bữa ăn luôn an toàn và lành mạnh. 4. Rửa tay và dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống. Một trong những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm là luôn rửa tay, dao, thớt và các dụng cụ chế biến ngay sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm chéo khi vi khuẩn từ thực phẩm sống như thịt, cá hoặc rau sống có thể lan sang các thực phẩm khác hoặc bề mặt khác trong bếp. Sau khi xử lý thực phẩm sống, hãy rửa tay kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước ấm trong ít nhất 20 giây. Chú ý đặc biệt đến các kẽ tay và móng tay, nơi vi khuẩn dễ dàng ẩn náu. Điều này giúp loại bỏ vi khuẩn và ngăn chặn chúng lây lan khi bạn tiếp tục xử lý các thực phẩm khác. Tương tự, dao, thớt và các dụng cụ đã tiếp xúc với thực phẩm sống cần được rửa sạch ngay lập tức bằng nước nóng và xà phòng. Đặc biệt, thớt gỗ có nhiều khe nứt, rãnh nhỏ là nơi vi khuẩn có thể ẩn náu nên cần được chà kỹ và để khô hoàn toàn sau khi rửa. Nếu có thể, bạn nên sử dụng thớt riêng cho thực phẩm sống và chín để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc duy trì thói quen vệ sinh đúng cách không chỉ giúp loại bỏ vi khuẩn có hại như Listeria, mà còn tạo ra một môi trường bếp sạch sẽ, an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. 5. Rửa sạch và gọt vỏ trái cây, kiểm tra bao bì thực phẩm ăn liền. Việc rửa sạch trái cây trước khi ăn là bước quan trọng để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và hóa chất tồn dư trên bề mặt. Đặc biệt với những loại trái cây ăn cả vỏ, việc rửa kỹ dưới vòi nước chảy và sử dụng bàn chải mềm để làm sạch sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn có hại như Listeria. Tuy nhiên, để an toàn hơn, bạn nên gọt vỏ trái cây trước khi ăn, đặc biệt là khi không chắc chắn về nguồn gốc hoặc quá trình bảo quản của chúng. Khi mua thực phẩm ăn liền, việc kiểm tra bao bì là điều không thể bỏ qua. Hãy đảm bảo rằng tem niêm phong và bao bì của sản phẩm còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị rách, thủng hoặc bị mở trước đó. Một bao bì bị hỏng có thể là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị tiếp xúc với không khí và vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Luôn kiểm tra hạn sử dụng và các thông tin liên quan trên bao bì để đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ thực phẩm an toàn. Những biện pháp đơn giản này sẽ giúp bạn và gia đình tránh xa nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm, đảm bảo mỗi bữa ăn đều an toàn và lành mạnh. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong chương trình trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mời quý vị xem tiếp một nội dung khác ngay sau đây. Thần dược tự nhiên thanh lọc gan hiệu quả, đặc sản Việt Nam khiến cả thế giới mê mẩn. Quý vị thân mến, atiso không chỉ là nguyên liệu tạo nên những món ăn thơm ngon mà còn được ví như một thuốc bổ tự nhiên với khả năng giải độc gan tuyệt vời.
Loại thảo dược này với hàm lượng cao các dưỡng chất và hoạt chất sinh học quý giá, không chỉ hỗ trợ tăng cường sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích kỳ diệu khác cho cơ thể. Những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong artisol giúp bảo vệ tế bào gan khỏi những tác động xấu của môi trường và các chất độc hại, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo và phục hồi gan hiệu quả. Khi sử dụng đều đặn, artisol trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình chăm sóc sức khỏe và duy trì cơ thể khỏe mạnh, cân đối. 1. Artisol giúp giải độc, tăng cường chức năng gan. Artisol không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng, mà còn là một thần dược cho gan, với khả năng giải độc và tăng cường chức năng gan vượt trội. Một trong những tác dụng nổi bật của artisol là kích thích quá trình sản xuất và bài tiết mật, một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện chức năng tiêu hóa, đặc biệt là trong việc hấp thụ chất béo. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, gan sẽ giảm bớt gánh nặng, từ đó tăng khả năng loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại hoặc có chế độ ăn uống giàu chất béo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng artisol có khả năng làm giảm lượng cholesterol và lipid trong gan. Điều này không chỉ ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ mà còn giúp phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến gan như xơ gan hay viêm gan. Đây là một trong những lý do khiến artisol trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe gan. Hai hoạt chất nổi bật trong artisol là cinarin và silymarin. Cinarin có tác dụng kích thích bài tiết mật và lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố qua đường tiết niệu và hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Silymarin, một flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Ngoài ra, silymarin còn thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, giúp phục hồi và duy trì sức khỏe gan sau những tổn thương hoặc tác động tiêu cực từ môi trường. Sự kết hợp của hai hoạt chất này tạo nên sức mạnh độc đáo của artisol trong việc bảo vệ và tái tạo gan, giúp gan luôn hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh. Với những công dụng tuyệt vời này, artisol không chỉ đơn thuần là một loại thực phẩm bổ dưỡng, mà còn là một phương pháp hỗ trợ sức khỏe gan, tự nhiên, an toàn và hiệu quả, xứng đáng trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bạn. 2. Tăng cường miễn dịch. Artisol không chỉ là một loại thảo dược hỗ trợ chức năng gan, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Đây là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Vitamin C không chỉ là một phần quan trọng hệ thống phòng thủ của cơ thể, mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và hoạt động của các tế bào miễn dịch, bao gồm cả tế bào bạch cầu, giúp cơ thể sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài như vi khuẩn và virus. Ngoài vitamin C, artisol còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa khác như flavonoid, polyphenol và cinarin. Những hợp chất này không chỉ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Flavonoid chẳng hạn đã được nghiên cứu và chứng minh có khả năng điều chỉnh hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể đáp ứng hiệu quả hơn với các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, artisol cũng cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kẽm và selen, hai yếu tố quan trọng đối với hệ miễn dịch. Kẽm là một vi chất dinh dưỡng không thể thiếu cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch. Nó hỗ trợ quá trình sản xuất và phân chia của các tế bào miễn dịch, đồng thời giúp tăng cường chức năng của chúng. Selen, một khoáng chất vi lượng, kẽm giúp tăng cường hoạt động của các tế bào bạch cầu, những chiến binh chủ lực trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh. Nhờ vào sự kết hợp của những thành phần dinh dưỡng và hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, artisol trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho việc bảo vệ sức khỏe tổng thể và nâng cao khả năng miễn dịch. Khi được bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, artisol không chỉ giúp cơ thể chống lại bệnh tật một cách hiệu quả hơn mà còn mang đến sự bảo vệ lâu dài cho sức khỏe. 3. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Artisol không chỉ là một loại thảo dược quý giá cho sức khỏe, mà còn được biết đến với khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư nhờ vào hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những hợp chất này bao gồm quercetin, rutin, anthocyanins, cinarin, luteolin và silymarin. Mỗi chất đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do.
Gốc tự do là những phân tử không ổn định, có khả năng gây tổn thương tế bào và DNA, dẫn đến sự phát triển của các bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Quercetin và rutin, hai flavonoid có trong artichoke, được biết đến với khả năng chống viêm và chống ung thư mạnh mẽ. Chúng giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư bằng cách ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới, một quá trình quan trọng cho sự phát triển và lan rộng của khối u. Đồng thời, các hợp chất này còn hỗ trợ quá trình trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư. Anthocyanins, một nhóm chất chống oxy hóa khác có trong artichoke, không chỉ mang lại màu sắc tự nhiên cho loại thảo dược này mà còn có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng anthocyanin có thể kích thích quá trình apoptosis, hay còn gọi là chết tế bào theo chương trình, ở các tế bào ung thư. Đây là một cơ chế tự nhiên của cơ thể giúp loại bỏ những tế bào bất thường, ngăn chặn sự lan rộng của khối u. Cinarin và luteolin, hai hợp chất khác trong artichoke, cũng đã được chứng minh có khả năng ngăn chặn sự phát triển của ung thư bằng cách bảo vệ DNA khỏi tổn thương và ức chế các enzyme liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư. Đặc biệt, silymarin, một chất chống oxy hóa nổi bật trong artichoke, không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của ung thư gan và ung thư vú thông qua cơ chế chống oxy hóa và chống viêm. Polyphenol, một nhóm hợp chất có hàm lượng cao trong artichoke, đã được nghiên cứu rộng rãi và cho thấy có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư khác nhau. Polyphenol hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phân chia tế bào ung thư và kích thích quá trình apoptosis, giúp loại bỏ các tế bào bị tổn thương và ngăn chặn chúng phát triển thành khối u. Với những công dụng tuyệt vời này, artichoke không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn là một phương pháp tự nhiên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện cho bạn và gia đình. 4. Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch. Artichoke không chỉ là một loại thảo dược hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan mà còn có tác dụng đáng kể trong việc giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Một trong những thành phần quan trọng nhất trong artichoke là cinarin, một hợp chất có khả năng ức chế enzyme HMG-CoA reductase, enzyme chủ chốt trong quá trình tổng hợp cholesterol tại gan. Bằng cách hạn chế hoạt động của enzyme này, artichoke giúp giảm tổng lượng cholesterol, đặc biệt là cholesterol LDL, loại cholesterol xấu có liên quan mật thiết đến nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch khác. Không chỉ dừng lại ở đó, artichoke còn chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan, đặc biệt là inulin. Chất xơ này có khả năng liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa, từ đó ngăn cản sự hấp thụ cholesterol vào máu. Điều này đồng nghĩa với việc cholesterol được đào thải ra khỏi cơ thể qua phân thay vì tích tụ trong máu, góp phần quan trọng trong việc giảm nồng độ cholesterol máu và duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh. Ngoài tác dụng giảm cholesterol, các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol có trong artichoke cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ các tế bào nội mô của mạch máu, lớp tế bào lót bên trong lòng mạch, khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Khi các tế bào nội mô được bảo vệ tốt, chúng duy trì được sự đàn hồi và chức năng của mạch máu, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các mảng xơ vữa, nguyên nhân chính gây hẹp mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Ngoài ra, cinarin trong artichoke còn có khả năng cải thiện lưu thông máu bằng cách ngăn chặn quá trình kết tụ tiểu cầu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Việc này rất quan trọng trong việc phòng ngừa các biến cố tim mạch như đau thắt ngực hay tai biến mạch máu não. Nhờ vào sự kết hợp giữa khả năng giảm cholesterol và tác dụng bảo vệ mạch máu, artichoke trở thành một phương pháp tự nhiên và hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho hệ tim mạch. Khi được bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, artichoke không chỉ giúp duy trì mức cholesterol ổn định mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, mang lại một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững. 5. Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân hiệu quả. Artichoke là một trong những thực phẩm tự nhiên tuyệt vời hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm cân hiệu quả nhờ vào những thành phần hoạt chất đa dạng và giàu chất xơ. Một trong những tác dụng quan trọng của artichoke là kích thích gan sản xuất và bài tiết mật, một yếu tố thiết yếu trong quá trình tiêu hóa chất béo.
Khi lượng mật được sản xuất đủ và hoạt động hiệu quả, cơ thể sẽ dễ dàng tiêu hóa các bữa ăn giàu chất béo hơn, giúp giảm thiểu cảm giác đầy bụng, khó tiêu mà nhiều người thường gặp phải sau khi ăn. Không chỉ vậy, Atiso còn chứa inulin, một loại chất xơ prebiotic có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Inulin giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho các lợi khuẩn phát triển và hoạt động hiệu quả. Từ đó, tăng cường sức khỏe tiêu hóa, một hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn góp phần vào việc cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ngoài inulin, Atiso còn chứa nhiều loại chất xơ khác, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và ổn định lượng đường trong máu. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng cường sự di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa tình trạng táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Điều đặc biệt là Atiso có hàm lượng calo rất thấp, nhưng lại giàu chất xơ, khiến nó trở thành một thực phẩm lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm phương pháp giảm cân hiệu quả. Chất xơ trong Atiso giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ việc duy trì cân nặng lý tưởng hoặc giảm cân một cách lành mạnh bằng cách giảm thiểu lượng calo tiêu thụ mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Atiso trở thành một đồng minh đắc lực trong việc quản lý cân nặng và hỗ trợ quá trình giảm cân. Tóm lại, Atiso không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng mà còn là một siêu thực phẩm với nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa và cân nặng. Việc bổ sung Atiso vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp bạn tiêu hóa tốt hơn mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, mang lại một cuộc sống khỏe mạnh và cân đối. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.